ruốc BB đặc sản Quảng Ninh, nhà phân phối Hoàng Tiến, ok chưa? Và nhưng mà cái này mọi người ăn với là kiểu mướp đắng, đúng rồi. Cho thì mướp đắng. Cái này là cái mẫu mà chứ không chết luôn. Mẫu đặc sản này đang ký, bắt đầu là ký bề này là Hoàng Tiến nhá, phân phối độc quyền một cái này nhá. Phân phối độc quyền của giúp BB này là Hoàng Tiến cả nhà nhá. Giúp BB đấy, tất cả các cái đặc sản mà hôm nay mình đến xưởng ấy hoàn toàn không sử dụng mì chính, đường. Đấy. Hai thằng làm. Ok chưa các bạn? Giá bao nhiêu nhỉ? 160k hôm nay còn 145k cho giúp Hoàng. Ruốc BB hôm nay còn 145k. Sao lại rẻ thế nhỉ? Đục BB mà 145k. Các cái chai, cái lọ 300g này thì chắc là ăn được vài tuần. Mọi người nên mua về tải nha mọi người. Vài tuần nhé, ăn liên tục thì ăn được cả tuần đúng không? Sáng đây các bạn cứ chia ra đấy. Chia ra đây này, cứ lấy cái bút vạch vào đây rồi xong chia ra này. Chia ok, từng ngấc một là chia ra đấy, ăn liền thơm ngon tiện lợi, giàu dinh dưỡng, bổ sung canxi. Ok, cái này mọi người ăn vào ấy, nhìn đúng luôn rồi, cực ruốc bề bề ăn cực rất ngon nhá. Đấy, ruốc bề bề ăn rất ngon, các bạn mua trải nghiệm đấy, cho một cái đánh giá để lần sau công ty Hoàng Tiến là có cái động lực để gọi là tìm hiểu thêm đấy, các cái sản phẩm đặc sản của các tỉnh khác nữa. Đấy. Bên mình hiện tại đang đến Quảng Ninh, nhưng hôm bữa là em mình với anh Tiến đến Quảng Ninh đã khảo sát là có các cái ruốc này là nó ngon, nó đâu rẻ thì là muốn bán để mà đưa lại cho mọi người là cái giá cũng như là cái sản phẩm là hiệu quả ngon đến tay khách hàng. Thì hôm nay thì Hoàng Tiến là cũng đã kiểu phân phối độc quyền luôn. Là cái ruốc BB này cho mọi người. Đấy. Chưa ký, như là cái lọ này là đang là nó mẫu nhưng mà chưa ký. Chưa ký nhá, hôm nào ký thì là sẽ ấy rồi. Mà giá là 145k chứ không phải là 100. À trà thì chắc hết rồi bạn ạ. 145k chứ không phải là 165k đâu nha các bạn nhá. Mọi người thấy giá dưới 145k là mọi người mua. Con bề bề gọi cách khác là con tôn tít. Đấy, nhưng nhiều người là cũng không biết con bề bề là con gì. Còn những ai mà thấy giá trên 145k thì mọi người nhớ add voucher ở bên trái mình ở đây. Lấy và sử dụng nha mọi người. Cái ruốc này thì là cũng là xay cả từ thịt lợn với cả bề bề đúng không? Đúng rồi. Là xay là mix vào với nhau. Đấy. Nhưng mà tất cả các cái nguyên liệu ở đây để hướng dẫn này. Chặt bực giá tay thì chưa có mọi người ạ. Bên mình đã tìm rồi muốn ấy nhưng mà sờ ship khó. 160k phải 145k nhá. Thành phần nguyên liệu BB hoặc là tôm tít tươi, thịt vai giòn nước mắm xá sùng, đặc biệt là không có mì chính nha mọi người nhá, không có mì chính, tuyệt đối không có mì chính. Hướng dẫn sử dụng, sản phẩm sử dụng được luôn, ăn luôn, xơi luôn, không cần chế biến thêm nữa, ăn cùng cơm, cháo, xôi, bánh mì. Tùy mục đích nhà các bạn có cái gì thì các bạn ăn cái đấy. Đây giá 145 đấy mọi người ạ. Giá 145 đấy ạ. Đây ạ. Bảo quản nơi khô mát, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Đấy. Tránh ánh nắng mặt trời. Giá 145k 300g. Lưu ý để bên ngoài thì dùng trong 7 đến 10 ngày. Nếu các bạn để ngoài thì dùng trong 7 đến 10 ngày vì cái này người ta làm chín rồi nên là để lâu rồi cũng không ấy. Còn bảo quản trong ngăn mát, ngăn đông dùng trong vòng 3 tháng. À, lấy chưa? Sao chỉ mua thấy 160k ớt? Các bạn lại vào trong cái... Đây ạ, để em chỉ cho các anh chị nhá. Đây ạ. Trong cái phía trên góc màn hình này sẽ có cái lá thư này mọi người ấn tích vào cho em. Đấy, sau đấy là nó hiện cái lấy mã và sử dụng giảm 45k này ạ. Đây, giảm 45k này, giảm 10k lấy mã và sử dụng nha mọi người đây. Mọi người lấy đi và mua bằng với voucher đấy, mua bằng voucher thì bên sau đấy mọi người thanh toán nhé, nó sẽ về lại cho mọi người là giá 145k mọi người nhá, nó sẽ về lại cho mọi người là giá 145k chứ không phải 160k mọi người ạ. Em ủa chú tôm à? Ôi có tôi tưởng tôm đang link đang bị lỗ một chút thôi, qua cái khác anh có link nhá, qua má nha. Qua má được không? Khu bò chị An Nhiên này, khu bò sười là lúc này em anh Tiến đã lên rồi, trong dự án có đấy, dẹp ra chưa lên
Nhưng mà những ai mà kiểu mọi người bận việc hay là mọi người đi chơi, hoặc là giống như đi chơi hay là buồn ngủ thì mọi người có thể vào giỏ hàng, mọi người lướt tìm cái sản phẩm mà mọi người muốn mua. Đấy thì mọi người có giống như mà trong giỏ hàng ấy là cũng sẽ lên, thì cũng giá thì cũng giống như em với anh Tiến sẽ lên like, nên mọi người nếu mà bận việc quá thì mọi người cũng có thể là vào đấy mọi người đặt được. Mọi người nhá, lên máy cạo râu đi ạ. Máy cạo râu tí nữa sẽ lên nhá, tí nữa mày xin mày cái râu đâu. Trả đông trùng thì chưa có chị ơi, trả đông trùng khi nào có thì trong flash của Linh sẽ có nhá. Viên giặt Marcelin á, viên giặt Marcelin thì là trong hàng có, bọn em lên ít một ít rồi. Bọn em lên cái nước giặt, với là nước giặt xả này, là combo là 2 gói là 76 cân. Đấy, 289k thôi, còn viên giặt thì là hiện tại là trong hàng nó có chị Ngọc Thảo ạ. Trong hàng nó có chị Ngọc Thảo nhá, chị có thể là tìm kiếm sản phẩm đấy, chị có thể mua được chị nhá. Ông ở Hà Nội đây, mình mới đi Niềng Giang xong, mình Niềng chắc tổng 2 tuần này. Lên ruột tôm đi á, ruột tôm mà Linh đang bị lối ạ, Linh đang bị lối, hẹn mọi người vào cái này hôm sau. Ê em, đứng anh, giờ lên má nào đấy, lên má nào để mọi người chiếu một tí. Có tủ sấy thì trong giỏ hàng có nhá, trong tủ sấy là trong giỏ hàng có. Ông mà mới cắp được cái này là filter của thằng Tuấn Anh, nó máy đấy, chứ không phải là mình đâu. Áo của bà đâu anh có đây, áo của bà thì có đấy nhá. À, vương Mạnh Tuấn này muốn mua đúng không, muốn mua về cho bà hay là muốn mua cho mẹ đúng không? Sản phẩm tiếp theo là cá khô bò đặc sản Quảng Ninh. Đấy, cá xuất khẩu. Đấy, được cái này còn được, lại còn có xuất khẩu nó mới oai chứ, hiểu không? Rồi em ơi, có giá gì nhỉ? Cái này thì là đâu rồi? Bảo quản là nơi ngăn đá của thoáng mát này. Cá bò tươi, muối. Rồi, cá bò tươi, muối, đường. Xong rồi cái gì nữa? Cái này thì phải dán lên đúng không? Cái này thì các bạn mua về thì là cá khô bò này thì phải dán lên nhá. Một túi nửa cân. Một túi nửa cân bao tiền đó? Xem ở đây. Để anh để mọi xem nhá. Đang chưa biết 100 hôm nay một túi nửa cân chỉ còn 154k anh ơi. Một túi nửa cân chỉ còn có 154k. 154k nha các bạn nhá. Đây quá hời luôn. Một túi đây, 154. Cái này tiền lợi nhất là mọi người có thể nướng này, hoặc là bỏ vào cái nồi chiên ấy. Ừ, nướng hay chiên là thôi là ôi giời ơi. Xem bóng đá. Ừ, nướng hay chiên này như nào là tùy mọi người. Đấy, những ai mà chưa tới Quảng Ninh, đấy, những ai mà chưa được thưởng thức các cái gọi là đặc sản Quảng Ninh, đồ khô ấy. Đây, đặc sản của Quảng Ninh nhá. Thì ngày hôm nay ở trên viên này của Hoàng Tiến, cá khô bò giá bò tay. Khô nhầm, cá bò khô giá tay Quảng Ninh. Không biết loại cá giá xong hay, làm cái này đấy. Lạ giá ra xong ép vào thành cái miếng tròn tròn này, về mà người nướng hoặc là giá lên. Cá này ngon lắm, đúng rồi, cá này ngon lắm. Cá này thì là đúng là cái này còn đang xuất khẩu cơ. Đang xuất khẩu đấy. Mọi người mua về mọi người bóc ra, mọi người nướng nhá, nướng cho em, hoặc là mọi người bỏ vào cái nồi chiên không dầu, bắt đầu xé chín xong mọi người xé, nhưng mọi người chống với là cái da bị mọi người các bạn đã nhìn thấy cái chữ Hoàng Tiến đấy chưa? Đấy, Hoàng Tiến đấy, oai chưa? Zoom lên mọi người nhá. Đây hôm nay đang có cái số ấy để đây thôi. Thôi không tiện hôm nào phải mai phải bảo cho cái em cái ở Hoàng Ninh uống bia uống ngon lắm. Cái này chấm tương đúng rồi, chấm tương hoặc chấm cái gì đó chúng ta ra.